Hà Quốc Vinh, nam diễn viên người Úc nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim truyền hình TVB Hồng Kông, đã qua đời vào ngày 2 tháng 2, hưởng thọ 58 tuổi. Theo báo chí Hồng Kông, Hà Quốc Vinh được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và không phản ứng tại nhà riêng. Cảnh sát đã xác nhận cái chết của anh khi đến hiện trường. Hà Quốc Vinh, tên thật là Gregory Charles River, sinh năm 1965 tại Úc. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chuyển đến Hồng Kông định cư và theo đuổi vai trò diễn xuất. Hà Quốc Vinh đã góp mặt trong hơn 300 phim như Lộc Đỉnh Ký 1998, Hồ Sơ Trinh Sát, Lực Lượng Phản Ứng. Năm 2017, Hà Quốc Vinh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da. Sau ca phẫu thuật thành công, anh đã được xác định là không còn ung thư. Tuy nhiên, vào năm 2018, Hà Quốc Vinh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim và được cho là đang nợ nần chồng chất sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật vì bệnh tim.